Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel chơi gaming của mình nhé. Ok, hôm nay em sẽ tiếp tục chơi một tựa game là My Gái Anh Em ơi. Thì cái tập trước khi mình đã dừng chân tại cái hang đảo nhỏ xíu siêu siêu giữa cái hồ nước rộng lớn anh em ơi. Cái này thì tập trước thì mình đã xuống một cái khe núi và đào được khá là nhiều sắt, khá là nhiều khoáng sản và than anh em ơi. Này giờ mình full giáp sắt luôn anh em nè, ông nội ơi. Cái có kiếm sắt rồi, cốt sắt rồi, giáp sắt cái kiểu này rất là giàu đến từ vị trí của chơi gà của mình luôn ha. Nó thì mình có cái bản đồ nữa đây. Ok, thì nó thì có chú chim xanh xanh đang bơi cùng mình. Không biết nó bơi làm gì, cái đéo gì vậy ông nội. Á đù, con zombie ông nội, zombie dưới nước. Mấy thằng điên này mày cút ra coi. Đạo phộng mình nó muốn chơi mình sẽ chơi nó luôn. Đạo phộng mày bố mày sợ mày quá. Tao đánh dưới nước khó vậy. Ây da, đạo phộng nó mày làm đéo vậy. Ây da. Nó thì đạo phộng gì nó á đù, con kia nó cầm cái cây kia lại ông nội, cái đéo gì vậy. Á đù nó bóc mình luôn rồi. Ây da, cái cây đó nó đánh mình cái đây mình ngủm đi ông nội ơi. Ây da, nó thì mình có mót cái cây đó vô đó nè, quét đột phát. Nó đánh rồi muốn chơi muốn ẻ luôn á. Ây da. Ây da, nó ném hoài vậy chết mẹ. Số lực lượng như đông vậy thôi em đi lên cần quá. Mình sắp chết luôn ông nội, còn nửa tim nè. Thì mình chưa chỉnh chế độ kia đâu em ơi, mình tạm thời mình chơi kia luôn ha. Kia mình sẽ không chế độ chết không mất, không chỉnh chế độ chết không mất đồ đâu anh em. Ok, thì đầu phòng nó thì một cái đèn đảo, mình nghĩ là mình sẽ chuẩn bị xây tập này, mình sẽ xây một căn nhà. Căn nhà ở giữa cái đảo này ha anh em. Đầu phòng sẽ cắt lông con cừu được cái đã. Đó anh em cho xin em miếng lông cừu này. Anh ơi, anh đang làm gì cao vậy anh ơi? Ok, nó thì ok mình đã cắt lông luôn rồi ha. Ok, mình nghĩ là mình sẽ xây nhà tên cây đây anh em ơi. Cho nó về ha. Ok, mình sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch là sau đó giảm nghèo anh em ơi. Ok, còn kế hoạch đô thị ha, thì cái khu này thì mình nghĩ là nó còn lâu lắm anh em ơi. Ok, tạm thời mình sẽ chặt hết mấy cái khu xung quanh cái cây của mình tính xây lên ha. Vì cho nên tống bớt anh em ơi, mình sẽ chặt hết mấy cái chỗ này luôn. Đầu phòng này tùm tời đất hết tầng. Sụm tầng. Thì mình sẽ chặt hết luôn khu này ha. Ok, mình sẽ chừa lại một cái cây ở đó thôi, mình sẽ xây nhà tên cái cây đó. Ok, mình nghĩ là mình sẽ xây cũng xấu xấu anh em ơi. Vì mình xây ngẫu hứng mà, đầu phòng ngẫu hứng mình mới xây anh em ơi. Ok, thì tạm thời mình chặt lá này luôn em, cái gì mốt mình cần lá mình sẽ xây cho đẹp ha. Chặt lá luôn em ơi. Đi cái kéo thần kỳ này mình có thể làm rất là nhiều chuyện. Con cù thì nó mới bị cạo lông xong nó đứng nhìn mình kìa anh em ơi. Con zombie thì đang quẩy nhiệt tình bên bển. Ok, thì mình sẽ tiếp tục chặt thêm mấy cái lá này dọn trống chỗ anh em. Cho em xin em miếng lá này đậu phộng cho mấy cái gốc hay gì vậy, vít lột phất vậy nào vậy. Ây da, coi thêm cái gốc nữa hả, đậu phộng nhiều gốc gì. Xin thấy có mấy cái gốc cái gì nó tuốt hụt xuống tuốt đất không nội đây. Đồ bọn quái nồi quá. Cái sao mình sẽ chặt luôn em ơi. Mình sẽ giải tán hoặc bằng khu này luôn. Ok, con cù đi ra ông nội ơi. Thấy con cù nhìn rất là bê đê. Đồ họ cắt lông xong nhìn nó gớm ai lên ra luôn. Ok, thấy như bị sắp mặt rồi anh em ơi. Ok, mình sẽ dọn cái gương mình đã vô đầy luôn ông nội ơi. Tùm lum hứa gác lên tinh nhanh tòng lại nè. Cắt lộn tùm lum tới nè. Dạ, từ từ anh em ơi. Quá chừng đồ xàm xí đú luôn nội ơi. Dục bớt đồ ra nữa. Đủ cái nấm này ra đi, nấm này làm đế gì, có cây nấm làm đế gì. Thì cái đồ thằng quỷ kia đang cầm cái cây kia anh em ơi, cái cây đó rất là mạnh đó nha, anh em đừng có giỡn mặt với cái cây đó nha. Rộng nó cầm cây bự vài chửi ngay luôn kìa anh em ơi, đầu phòng. Vậy con sao thì cứ để cho nó cầm đi, mình sinh tồn này thôi anh em ơi. Nước thì vẫn cứ xanh le, đầu phòng cái đảo của mình thì vẫn nhỏ xíu, không có gì biến đổi cả. Cái thời tiết lộn khoan này mình đặt ok, để thấy bằng phẳng rồi anh em ơi. Cái mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục sang khoảng khu này. Ok, để mình cắt hết mấy này luôn anh em ơi. Ok, xong anh. Ok, mình nghĩ là mình sẽ đi coi mình sẽ suy nghĩ cái nhà sau, xây cái nhà sau tên cây ở đây. Tự mình chọn cỏ anh em ơi. Thấy cái đảo này rất là linh hoạt. Đầu phòng vừa có đất vừa có cát luôn anh em ơi. Đầu phòng cắt đất luôn, đất cát. Ok, không sao. Mình sẽ coi suy nghĩ cái kiểu nhà anh em ơi. À, thấy đầu phòng mình phải dọn lá cái cây này. Cái nãy cái đầu phòng chặt cái cây chưa hết lá đâu nội ơi. Ok, mình sẽ chặt hết lá cái cây này luôn ha. Ok, thì đầu phòng chặt luôn, chặt hết luôn. Ok, xong rồi anh em ơi. Ok, để mình ok mình nghĩ là mình sẽ làm một cái nhà tên cây thật là giản dị ha anh em, đơn sơ giản dị anh em ơi. Mấy cái dây này đầu phòng mình sao mình đéo tầm nó được nữa nội ơi. Ok, không sao, mình nghĩ là mình sẽ từ anh em ơi, để mình chút nha, mình suy nghĩ cái nhà cái đã. Ok, mình sẽ làm một cái đặt thêm mấy cái dây vô đây ha. Ok, mình sẽ làm một cái đường lên bằng dây luôn anh em ơi, cho nó dân dã ha, cho nó giản dị anh em ơi. Ok, chặt luôn. Thì còn hai cái lá sồi nữa, đậu phộng với nồi vậy. Chưa, từ từ anh em, để mình nghĩ cái nhà cái đã. Ok, để chặt cũng khá là nhiều dây leo, anh em ơi sẽ đặt dây leo lên luôn ha. Ok, như dây leo này mình sẽ làm một kiểu nhà rất là thiên nhiên anh em ơi, hòa hợp với thiên nhiên đó anh em. Cái thì bắt mình sẽ đục khủng lên cái tầng lá cho nó luôn ha. Ok, còn thiếu hai cái dây nữa anh em ơi. Ok, mình sẽ chặt luôn hai cái dây. Nếu anh em muốn lấy dây cũng rất là dễ ha.
ok mình sẽ cắt anh em muốn giấy dây mình sẽ cắt nó vô bên này nó sẽ lấy được ha, rất là easy như một trò đồ anh em ơi. Ok hai dây đủ rồi, cắt mình phải như có thẩm mỹ nè anh em ơi, cắt lộn xộn và xấu quắc cái cây anh em, phải chừa mấy dây cho đẹp ha anh em. Hồng thì rất là ngứa mắt đến từ hai cái lá xoài, còn gần đậu phộng từ từ để mình xay giờ lần cái lát này sẽ cắt hai lá đó sao anh em ơi. Ok lên tới đây mình sẽ giải tán bốn cái lá này. Ok giải tán vô khu này, giải tán luôn cái lớp này luôn anh em ơi, để cho cái mặt phẳng thêm rộng anh em ơi. Ok tiếp tục và đập luôn. Ok anh em nghĩ coi, ok mình sẽ làm cho cái lá này nó thật là cân bằng ha anh em. Ok sẽ đặt cái bàn này trên giữa luôn đi anh em ơi, như cái trung tâm vậy không nội ơi. Cái này đây rất là nhiều cái cây gừng, cây xoài các kiểu luôn anh em ơi. Đó là một cái vị trí rất là hưởng lợi để xây mấy nhà tinh cây. Cái này mà xây mấy nhà tinh cây nói lại nhau rất là đẹp. Ok mình sẽ làm cho nó cân bằng bốn góc ha. Ok bốn góc nó bắt đầu cân bằng rồi anh em ơi. Ok giờ mình sẽ làm mấy cái phiến. Ok mấy cái phiến này nó sẽ tiết kiệm gỗ cho mình hơn anh em ơi, chứ làm mình xây gỗ là chơi chừng nào mới hết. Ok thì tạm thời mình sẽ xây hoặc là nhanh luôn anh em ơi. Ok nhìn đợi mình chút ha. Ok thì mình nghĩ là cái khúc xây nhà này mình sẽ tua nhanh anh em ơi, tại vì nếu mà xây thì cũng rất là lâu ha. Ok thì hẹn lại các bạn sau ha. Ok goodbye các bạn nhớ xem nha. Ok mình bắt đầu xây nhà đây anh em ơi.
Khoan anh em ơi, thì mình trong cái lúc mình chặt gỗ, mình vô mình kiếm gỗ mình xây nhà, mình mới thấy được cái khu một cái chỗ đẹp anh em ơi, một cái chỗ mà có cái vách mà có cái hồ nước nữa, mà có nước cái háng nước chảy xuống nữa, đúng là một cái chỗ tuyệt vời. Nghĩ là cái khu này là một khu rất là tuyệt vời rồi, mình được spa ra một cái khu rất là đẹp anh em ơi. Mình nghĩ là mình sẽ đô thị hóa cái khu này lên thì rất là tuyệt vời luôn anh em ơi. Ok thì chúc anh em hưởng hết video tiếp nha. Đồng phòng khúc chặt gỗ này hơi lâu anh em ơi. Cái mình sẽ tua nhanh tiếp tục ha anh em ơi, tại vì mình thấy cái chỗ đó đẹp quá nên mình dừng lại mình bình luận cho anh em xem thôi nha. Ok, hẹn lại anh em sau nha.
got the groove with the music, don't stop. Come on, we got the girls going into the club. You want it? Going in the VIP with bottles of rum. The girls so sexy, going crazy, taking it to the top. Come on, yeah, we got the groove with the music, don't stop. Come on, we got the girls going into the club. You want it? Going in the VIP with bottles of rum. The girls so sexy, going crazy, taking it to the top. Come on, yeah, buddy. Ok, mình đã trở lại ha anh em ơi, thì clip cũng hơi dài, chắc clip mình sẽ tạm dừng tại đây ha. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh Hoàng Nha. Goodbye, hẹn lại các bạn trong video sau nha. Cái nhà mình thì ồ lộn, cái mình đây xây chỉ chưa tới 50% thôi anh em ơi, thì goodbye anh em nha.